Xin chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Trước mắt anh các chị, đây là cái cây Anthurium nhá các anh chị. Tiếng Việt mình hay gọi là cây hồng môn đấy. Thì ở đây em đang có một cái khoảng này là em đang muốn thanh lý cái luống này đi này anh chị này, để em chuyển sang cái cây kiểng lá em trồng cho cái luống này. Thì ở đây em có khoảng hơn 100 cái cây hồng môn như này này anh chị. Cái chiều cái size trung bình của nó là từ khoảng 70 phân cho đến khoảng 1m2 nha anh chị. Thì những cái cây 70 phân là những cái cây có cái màu tím này này, nó thấp hơn một chút này. Đó, nó thấp hơn một chút so với những cái cây màu đỏ này. Màu đỏ này thì trung bình nó khoảng tầm 1m. Trung bình là khoảng 1m. Còn những cây màu tím này thì nó thấp hơn khoảng tầm 70 phân. Thì ở đây màu tím em có khoảng tầm gần chục cây thôi. Còn lại là chủ yếu là màu đỏ nha anh chị. Đấy thì em đang có nhu cầu là thanh lý cái luống này, nó khoảng hơn 100 cây này, cả là màu đỏ này, cả màu tím này. Mà chủ yếu là màu đỏ nha anh chị. Thì em nói sơ qua một chút về cái cây hồng môn này thì đây là cái cây giống của Đài Loan nha anh chị. Khi mà em nhập về thì cái cây giống này nó cũng khá là cao đấy, và em trồng bây giờ là trồng nó cũng lớn rồi. Đó, thì khi mà nó lớn như vậy rồi thì em đang bị cái luống này em đang muốn chuyển sang em trồng cây khác ấy, thì em muốn thanh lý nó đi. Thì ở đây em có hơn 100 cây thì anh chị nào mà có nhu cầu mua lẻ ấy, thì inbox cho em nhé. Còn nếu mà mua số lượng nhiều ấy, anh chị có thể mang xe tới chở ấy, thì inbox riêng cho em, thì lúc đấy em sẽ có một cái giá tốt hơn cho anh chị, hỗ trợ cái tiền xe cho anh chị. Còn mua lẻ thì em có thể gửi đi bằng xe khách hoặc là mình gửi qua mấy cái đơn vị vận chuyển được nhé. Giá em những cây này em bán thì những cây thấp thấp nhỏ nhỏ em bán khoảng 50 ngàn một cây thôi, còn những cây lớn hơn thì 80 ngàn một cây nha anh chị. Có những cây lớn hơn xíu nữa thì khoảng 100 ngàn, tùy vào cái size cây, nhưng mà trung bình là khoảng 50 ngàn một cây anh chị ạ. Anh chị nào mà có nhu cầu mua số lượng thì cứ báo lại cho em nhé, rồi em đóng cây em gửi đi. Mà khi cái cây em gửi đi là em sẽ nhổ gốc lên nha anh chị, nhổ gốc lên, và nó chỉ có rễ thôi chứ không có giá thể đâu nhá. Tại vì cái giá thể này của em nó là chấu, nó không có bám vô đâu, mình nhổ lên là mình gửi thôi. Đó, thì tất cả những cái cây này của em là đang cho thu hoạch bông rồi này. Cây giống của Đài Loan nhé, và nó đang cho thu hoạch bông rồi. Những cái bông như này nó đang đạt cái size bông B rồi nhá. Bông B tức là nó khoảng tầm em bỏ cho xỉ là khoảng tầm 5.000 một bông ạ. Một bông này 5.000 này. Thì cứ một lá nha anh chị. Cứ một cái lá như vậy này. Đó, đây là một cái lá này. Thì cứ một cái lá nó sẽ cho ra một bông như vậy. Bông nó sẽ mọc ở trong cái nách lá nó mọc ra này. Đấy, cứ một lá là một bông nhá. Và cái bông khi mà mình cắt đi ấy, mình trưng ấy, thì sẽ để được khoảng tầm 2 tuần. Còn nếu mà mình cứ để nó theo cây ấy, thì nó sẽ có độ bền khoảng 1 tháng nhá. Anh chị chơi cái này vừa là phong thủy này, vừa là làm đẹp là xanh vườn này. Đó, rất là đẹp, lá to lắm. To bóng đẹp. Đó. Thì anh chị có nhu cầu thì inbox cho em nhé. Ở đây thì số lượng ở đây em còn khoảng 100 cây thôi. Lâu lâu lẫn một cây cây hồng muỗng nữa chứ. Cây muỗng này. Cây muỗng này thì cái lá nó to hơn. Còn lại đâu là những cây chủ yếu là màu đỏ hết. Đó. Và em vẫn đang cung cấp cái cây giống nha anh chị. Cây giống là những cái cây nó nhỏ nhỏ khoảng tầm 15 cho đến 20 phân á, nhỏ nhỏ vậy này. Thì em vẫn đều đều cung cấp đều đều cái cây giống như vậy nhé. Anh chị nào có nhu cầu về cây giống nhỏ thì cũng inbox cho em đi. Em vẫn cây giống em vẫn còn nhá. Có thể là cây mô nhập, hoặc là cái cây mà tách mẹ là cây F1 này. Em đều có hết nha. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì inbox cho em. Rồi, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.